never slow up. No, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Hello anh em, nếu anh em đang tìm một ứng dụng giả lập chơi game trên máy tính tải ngay với BlueTouch. BlueTouch là phần mềm giả lập Android trên máy tính, điều đó có nghĩa là nó cho phép người sử dụng chạy các ứng dụng điện thoại trên máy tính thông qua phần mềm này. BlueTouch được ra mắt vào năm 2011 và tính đến nay thì đã có hơn 100 triệu người sử dụng ứng dụng này với các tính năng vượt trội, có thể chơi nhiều loại game thay thế điện thoại trong khoảng thời gian dài mà không lo về pin. Thử tải và trải nghiệm bất kỳ trò chơi nào trên BlueTouch nhé anh em. Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Video ngày hôm nay thì mình cũng đang ở trong một cái tài khoản đang chơi KVK3, một cái cụm KVK có thể nói là KVK3 bất ổn nhất từ trước đến nay. Anh em có thể xem cụm và map và tên, xem tên những cái kingdom ở trong này là anh em sẽ thấy nha, 06, 05, 14 các thứ vân vân, rất là bất ổn đúng không anh em. Mình sẽ xem một chút về cái kinh lên cho thử như thế nào. Kinh lên đây K3 win, rồi là 06 giữ dích. Rồi, 06 giữ dích nha anh em. Rồi, video ngày hôm nay anh em mình sẽ cùng xem về một cái tài khoản VIP 15 với cái số coupon mà mình nghĩ là chơi KVK3 mà tuần này coupon là khá là ấn tượng rồi đúng không anh em. VIP 15 với số ngày đăng nhập liên tục 368 ngày mà đã VIP 15, một cái tốc độ VIP mà mình đánh giá là cực kỳ nhanh ở trong cái game này. Thông thường thì phải dễ hết K3 chơi sang chinh phạt thì anh em được VIP 14 là mình nghĩ là khá là ok rồi. Nhưng mà ở đây thì đạt tới cái mốc VIP là VIP 15 là 47 triệu sức mạnh với cái điểm tiêu diệt tới 1.2 tỷ. Chơi K3 mà đã đạt được 1.2 tỷ coupon như thế này là mình nghĩ khá là cao nhá anh em. Cực kỳ cao đấy, không phải ai cũng có thể đạt được cái mức điểm tiêu diệt như thế này. Và ở đây mức sức mạnh 47 triệu thì có khả năng đã mở khóa T5 rồi. Đây, thức tỉnh cao cao, thức tỉnh Sala. Ôi, nâng cấp kỹ năng vào chiến 23k, nâng cấp 5 mát 23. 8 mảnh trang bị huyền thoại. Sức mạnh tối đa lên tới 51 triệu này anh em. Chết 4 triệu. Mới K3 mà đã chết 4 triệu lính rồi. Thu thập tài nguyên 3 tỷ 7, hỗ trợ tài nguyên tới 8 tỷ 9. Ở đây mình thấy có T5 kỵ nha anh em. Vậy là có mở khóa một T5 kỵ binh rồi. Tổng số đơn vị quân bây giờ chỉ còn 757k lính thôi. Wow. Chiến thế nhờ. Cực kỳ chiến. Đánh là một cụm khá là mâu thuẫn như thế này đúng không anh em? Cụm K3 hot nhất lịch sử game rock. Cực kỳ mâu thuẫn. Skin 30 ngày, skin 15 ngày. Cũng đua thiên đỉnh nhưng mà nó lạ lắm anh em ạ. Cũng là đua thiên đỉnh mà nó lạ lắm. 06 đang ở bên 06 nha anh em. Ôi red còn nhiều, cao tăng tốc còn nhiều không? Wow trời, wow nhiều tăng tốc thế nha, dã man thật. Từng này mà quẩy thì thôi chứ. Trang bị cũng là một phần rất là quan trọng ở trong trò chơi này. Và mình xem thử là KVK3 thì có bao nhiêu món trang bị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hơn 1 năm chơi game, 10 món trang bị cam. Một cái mũ có tài năng đặc biệt nè. Ngoài ra thì những món còn lại thì không có. Vậy là 10 món đập được một món ra talent. Thế là ok lắm rồi. Mình 21 món mới có một món ra talent anh em ạ. Dư gần 10k sách. Chạy sách dã man thật. Chạy pháo đài hơi bị kinh đấy. Còn 784 tượng cam. Anh em mình xem một chút về tướng nha. Sức mạnh này, huyền thoại nè. Max Saladin. Thực sự là rất là lãng phí nha anh em. Rất là lãng phí khi mà anh em Max Saladin. Thực tế thì anh em chỉ nhận được thêm 300 hệ số sát thương đam đầu. Có nghĩa là đam kỹ năng đầu tiên của Saladin nè. Nó không thực sự là để cho anh em phải đầu tư tới 310 tượng để mát con xe đinh. Vì thế nếu như anh em mới chơi anh em có thể nâng 5551 là được rồi nhé anh em.
kỹ năng này nó dành riêng cho tấn công thành phố rồi. Matt Mina, nhìn là biết đầu tư nè, khá gắt rồi. Alex chắc có lẽ là quay xe rồi cho nên là không nâng Alex nữa mà để 5551. Matt gì? Matt cao cao. Matt cao cao là nạp nhiều đấy. Đây. Ôi. Mua gì mà 651 tượng cao cao thì mua gói ngày chắc cũng cái số tiền nó còn hơn cả con Mina nhá anh em. Để mà mua gói ngày mà Matt được cao cao thì mình nghĩ là anh em phải mua gấp 3 lần cái số tiền của Mina. Mina thì khoảng hơn 4 triệu rồi. Thế nhưng mà để Matt con cao cao này anh em phải gấp 3 lần nó lên. RC 5531 là được rồi, CM 5521 như vậy là cũng khá là ok rồi. Mua cả gói 23 và nâng cái kỹ năng đầu tiên. Rồi. Mới có hơn 300 ngày chơi game mà tài khoản như vậy là nếu mà không nạp thì chắc khó để mà đạt được như vậy đúng không anh em? Trong đây thì đạt, mình thấy là nạp khá nhiều. Matt Mina, Matt Salah, Matt Cao Cao, Matt Dây là bốn con tướng cam rồi và dư số tượng chọc có thể Matt được con thứ 5. Nhưng mà mình nghĩ là chắc chờ chinh phạt để nâng kỵ chinh phạt rồi. Rồi và K3 thì anh em mình sẽ cùng xem chủ ạc sẽ đánh những cái đạo nào ở K3 nhé. Một đạo Salah Dây thì cái cặp này là anh em đánh K3 là đúng, phải gọi là best rồi, cực kỳ tốt rồi nha anh em. Một đạo thứ hai là Mina Cao Cao là đạo thứ hai, và đạo thứ ba mình nghĩ chắc là đánh Alex CM có vẻ ngon hơn Alex Tôn Tử trong trường hợp mà anh em bị sầu quan mất thứ. Còn nếu trong trường hợp mà anh em chiếm phiêu lẫn phiêu được thì anh em có thể đánh Alex Tôn Tử cũng được nha anh em, cho nó nhiều sát thương. Rồi vũ trang nè, tấn công bộ binh 7.7, máu bộ 5.9. Rồi được cái vũ trang ngon phết nha. Thêm hai cái minh văn là tấn công đội quân 2.5 và tăng sát thương phản kích, đúng hợp với cái cặp Alex CM luôn. Mina cao cao, ồ cũng cao phết. Vũ trang công kỵ 6.8, thủ kỵ 3.4 và mẫu kỵ 4.8 lần này mà. Cao quá nha. Salah gì thì anh em mình xem ở đây, vì con Salah nó đi chưa về anh em ạ. Sát thương kỹ năng, tránh né giảm 100% sát thương nhận vào. Wow. Sức mạnh kỵ 8.6, thủ kỵ 7.4, tấn công kỵ 4.1. Vũ trang bút cao thế, trời, mình không biết sao nhân phẩm của mình nó đen quá cả trường em ạ. Mà trước giờ cái vũ trang mà chưa có cái nào mà cộng tất cả bốn món lại, mà bốn món vũ trang lại mà có cái nào mà trên 5 chấm hết em ạ. Nó đen rồi, gọi nó đen dã man ngang luôn. Ôi, 06 nạp ác nhìn em. Mới K3 mà đã quà liên minh cấp 27 rồi. À, nạp dã man thật. Hèn gì ạ, tăng tốc lắm thế. Đây cũng có thể gọi là một cái tiền đề nếu như mà trong cái giai đoạn đầu chơi game mà anh em có cơ hội vào được một cái liên minh mạnh và có nhiều boss, nhiều người chơi nạp, nhiều rương vàng, đây cũng là một cái cơ hội để cho anh em phát triển. Nhiều khi nó, đôi khi là nó còn nhanh hơn cả những người chơi nạp ít ấy. Nạp ít là mua những cái gói cơ bản 109k ấy, có thể gọi là nạp ít nhá anh em. Nói vậy cho nó dễ hiểu. Thì nếu như mà anh em may mắn mà vào được trong những cái clan này thì đôi khi anh em còn hơn cả những ông nạp ít nữa. Đó thì anh em cứ nhìn bây giờ anh em hít rương như này thôi là cái số lượng tăng tốc anh em nó hơn người ta rồi. Anh em người khác mà không có rương các thứ để đi kéo man bù lại tăng tốc thì mới bằng anh em được. Thứ nhất là mất thời gian, thứ hai là nếu mà muốn có điểm VIP thì phải nạp thêm đồ các thứ. Thì chứng vì vậy là anh em ở trong một cái clan như thế này thì anh em hít rương các thứ là cũng cực kỳ nhanh rồi, quá nhanh rồi. Vừa được hít rương mà vừa nạp thêm như thế này bảo sao. Mới hơn 300 ngày KVK mà đã VIP như, cao như thế này rồi, VIP 15 mở khóa T5. Trời ơi, chơi game mà còn nhờ mèo cày giùm nữa thì thôi chứ bảo sao. Hai người chia nhau ra chơi rồi sao mà chịu nổi. Ủa vãi thật, thật luôn đó hả. VIP 15 với số ngày đăng nhập liên tục 151 ngày. Ủa ôi, gì ghê vậy. Ủa nạp giảm ăn rồi. Wow. À, Kingdom nào hoành tráng thế nhỉ anh em. Hoành tráng phết nhỉ. 2727 K1 K2. À này, lúc chơi ở hai lúc trước là chơi ở 2727 với Kingdom với boss Anton nè. Wow, cực kỳ hoành tráng. Chơi game này 4 năm rồi vẫn chưa có cơ hội được đi optimum anh em ạ.
chưa có điều kiện để đi học thêm rồi. Buồn quá buồn. Rồi vào đây thì chủ ạc có để cho mình một số cái vương vũ trang. Đây cũng là cái video đầu tiên mình thực hiện mở những cái vương vũ trang như thế này, vương đội hình như thế này. À, để xem có gì nha. Mở thử cái coi. Cái này là chọn đội hình tam giác chứ. Đúng rồi, tam giác. Vì hầu hết là sang chinh phạt là anh em sẽ chơi tam giác hết. À, những cái này thì anh em nhớ là mỗi tuần nó giống như là bình áp với lại tăng tốc và chăm sóc VIP ấy. Thì mỗi tuần là anh em nhớ vào đổi nhá. Nhiều anh em đôi khi sẽ không để ý. Đó, ở trong đây nè. Đó, anh em vào anh em đổi nhá. Cái sách này thì không cần đâu. Không cần đổi cái sách này, anh em chỉ cần đổi những cái này là thôi, là được rồi. Còn khi nào dư thì hãy đổi. Mà mình nghĩ là cũng không cần. Đổi hai cái này là được rồi anh em. Nó tương tự giống như shop VIP vậy ấy. Anh em cũng vào shop VIP để đổi những cái vật phẩm, ví dụ như là bình áp nè, tăng tốc nè, rương nè, rồi tượng đèn ánh sao đó, ví dụ như vậy. Thì anh em nhớ mỗi tuần nó sẽ reset một lần và anh em vào đó anh em đổi nhé. Để lại những cái rương như này, cái này là rương xanh nhưng mà anh em mở thì nó vẫn có xác suất để ra những cái rương khác nữa. À, tối đa một lần được 10 thôi. Mình sẽ chọn đội hình tam giác luôn để xem có cái nào ngon không nhé anh em. Ai chà, công kỳ. Ôi, không có cái nào cam hết nhỉ. Đen quá gặp trường. Công kỵ. Chín cái nữa. Vãi cả đền. Đường cái có minh văn nè. Công kỵ 2.3. Được cái thêm minh văn là tăng sát thương khoảng cách 1.5. Cũng tạm tạm. Phòng thủ bộ 2.3. Nói chung là không ngon lắm. Mình nói chung là không biết ạc anh em như thế nào. Giờ cái ạc mình là đền vãi cả trường luôn. Ba cái rương tím. Làm giác luôn. Trời ơi. Ra được cái cam nè. Không, không có một cái minh văn nè. Mở cái thôi. Sử thi Olympic. Mẫu cậy 1.9. Bùm. Trời. Mẫu bộ 2.4. Cũng không có minh văn. Được thêm cái minh văn này cũng đỡ. Rồi và phần cuối cùng trong video ngày hôm nay thì mình sẽ thử may mắn để rèn một món trang bị, nó chính là dao găm. Wow, căng thẳng thế nha. Dao găm à, full cam rồi nè, nhưng mà chưa có phụ kiện. Full cam nhưng mà chưa có phụ kiện. Bây giờ lên cái dao găm cho Sala, dao găm cho Sala, dao găm cậy. 10 món được một món nổ tài năng. 10 món một món nổ tài năng. Quên mở mấy cái rương này luôn ra trước khi đọc nè anh em. Mười món nổ một món. Bây giờ phá đảo là hơi căng nè anh em ạ. Ok mình đọc nha. Và nếu như anh em nào mà có khả năng đánh hai đạo thì anh em cũng có thể lựa chọn bằng cách là lên trang bị trước phụ kiện sau nhé anh em. Thực ra lên trang bị full cam trước lên phụ kiện sau nó sẽ ngon hơn. Ví dụ anh em đánh hai đạo thì anh em lên đủ hai set trang bị cam trước, rồi khi đó anh em hãy lên phụ kiện, mình nghĩ nó sẽ vẫn là tối ưu hơn. Rồi còn bây giờ thì mình sẽ đặt cái dao găm. Anh em đang xem tới khúc này rồi thì anh em nhấn ủng hộ cho mình xin một like, nhấn ủng hộ cho mình xin đăng ký nhé. Cảm ơn anh em nhiều nhé. Ấm ba la xì bồ, mở ra ta lên lấy chuyên môn kỵ nào anh em. Get go. 10 món nổ món. Món này là món thứ 10, 11. Hai món ta lên. Ấm ba la xì bồ, ấm ba la xì bồ. Khỏi mồi luôn anh em ạ. Mồi làm gì. Bước luôn cho nó máu. Get go. Ồ, nhìn mà nó không giật giật rồi. Nếu mà nó có ta lên là nó phải giật một cái này mà. Nó phải giật giật màn hình tí mới được. Ai.
Đúng là đập đồ nó khó quá anh em ạ. Đập đồ khó quá ai luôn. Rồi. Dao thì bỏ thay cái này là được rồi nè. Rồi ok, như vậy là trong video ngày hôm nay thì mình cũng đã review cho anh em xem về một cái tài khoản chỉ hơn 300 ngày thôi nhưng mà đạt cái mốc VIP khá ấn tượng đúng không anh em? VIP 15 với cái số điểm tiêu diệt mà mình nghĩ là khá là cao. Đối với những người chơi mà chưa tới 400 ngày mà đạt được cái mốc điểm tiêu diệt này là cũng cực kỳ khá là ấn tượng rồi. Tuy nhiên là về cái tài khoản này thì mình nghĩ là nạp khá nhiều ấy, bởi vì thấy được là mua gói, mua mắt con Mina này, mua gói ngày cao cao mà với cái số lượng tượng như vậy. Thì anh em cứ hình dung đi, mua mắt một con Mina hơn 4 triệu thì mua, để mua mà mát được con cao cao thì anh em phải bỏ gấp 3 lần như vậy. Có khả năng là hơn nếu như anh em xui nhá anh em. Thì anh em mới có thể mát được cao cao, chưa tính là những cái số gói nạp khác với cái tốc độ VIP như mà đúng trên cái màn hình mới có số ít ngày như thế này thôi mà đã đạt được cái mốc VIP 15 là cực kỳ khủng khiếp luôn anh em. Ok, video đến đây là hết rồi. Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye, xin chào anh em.